giờ chỉ là lên thăm thầy chưa? Chưa, trong chưa. Mong mỏi hoài. Đây có cho chị của chị hai, chị của Hằng nè, giữ hơn Hằng nữa nè. Mặt thấy trời ghê ghê. Chị làm sao phải giữ hơn, giữ là mình phải mạnh dạng lên đúng không? Đối đầu với thực tế là giữ đúng không? Chứ không phải mình giữ kiểu ác, mà mình giữ kiểu là gì vậy? Cái gì chí công vô tư Hằng đó rồi là xử những người là ăn chặn đó, là tại gì đó phải không? Không nói người ta bỏ chữ hơi lộn mà bỏ gì ăn chặn ăn chặn tiền của người ta phải không? Chị Hằng chị nói biết rồi mà chưa chuyển tiền cho thầy ít gì hết à? Ừ. Chị Hằng nói vậy chị cũng tệ, đến giờ còn chưa chuyển tiền cho thầy. Gì? Nói ra vậy chị Hằng chị cũng tệ đúng không? Nói vậy. Đến giờ mà chưa chuyển tiền cho thầy suốt mấy năm rồi. Thôi chờ đợi đi. Giờ xuống không rụng thì mấy cái lá bồ đề với gì, mấy cái trái bồ đề nó già quá nó rụng thầy lụm. Chị cho mấy nơi là ngàn tỷ không á, mà thầy là bỏ bê như vậy. Thầy tuổi trẻ gì mà không lo cho, giao cho thầy đặng xây dựng từ từ đến già đúng không? Cũng đỡ già xây không chứ ngắt. Sao hưởng thụ? Dạ. Nói trẻ xây đến già là hưởng thụ là vừa. Rồi thầy nuôi đệ tử cho vừa nữa, nuôi đệ tử ví dụ 20 năm 30 năm thì nó mới nhớ ơn, nó lo cho thầy rồi. Thầy nhận nhiều chùa nó đi bổ nhiệm trụ trì, còn lúc thầy yếu rồi còn sức lực đâu để đi cúng đi kiếm hoạt động. Đời thầy rụng răng không ăn được gì rồi mới cúng hút cháo. Ta nói giờ muốn gặm cục xương cũng được, muốn ăn gì cũng dính ra, không có răng để dính luôn. Cái đây đỡ thầy ăn chay quá. Thế đó gì giờ không ăn cũng phải ăn núp không gì đúng không? Chứ mấy đứa trẻ này không biết đâu thầy làm cái để dành cho mấy đứa này ăn, thầy nuôi mấy đứa này chứ răng đâu mà thầy ăn không dễ thương bự. Thầy nuôi về thầy giờ răng mượn thiếu gì em ơi, trang trí cho nó có sắc xuân ra liền. À, đen thầy tắm trắng ừ phải trang trí chứ. Giờ người ta nè là cấy chân mày đậm đúng không? À, một mí làm hai mí mắt á, còn lỗ mũi khắp làm cho cao, còn miệng không trái tim làm cho miệng có trái tim, còn càm không trẻ làm cho càm trẻ. Giờ người ta sửa nào mà cắt lại cho nó nhô lên, còn chỗ nào nhô là cho nhô thêm, còn chỗ nào lòi thì cắt không lòi được cắt lấy dành để dành đâu có nói cắt cái chi á, trời ơi nó sợ thầy cắt cái gì đó thì mấy đứa này sẽ nghĩ sao ra chàng vậy đúng không? Con nghĩ gì thì ra đó đúng không? Tại tự nhiên thầy nói lòi cắt con mới mua nam còn... đây mà thầy nói với mấy câu nhạy cảm quá nha. Còn bạn mua chua lam đây thầy cạo gì thầy? Rồi cậu râu cậu tóc với bè nào cắt cái gì? Này nữa đó là cậu râu cậu tóc thầy còn cạo gì thấy không? Cậu lông bông tay lông chân. Ôi. Cái nào có lông lột cọc hết. Cái nào dư cắt bỏ. Cái nào dư cắt bỏ. Ủa thật luôn à? Thì mình nghĩ gì? Rồi cắt cái gì? Cắt tóc, cốt la, cạo lông, cắt lông, rau tóc thì cắt đó. Mai lên là đứng gần thì Phúc sẽ thơm phức luôn nha. Bái bái nha. Số 3 ngay giảm giá còn 200 ngàn. Chị Hằng chị đi lâu rồi chị quay lại chứ anh. Chưa có anh Dũng mới tới nè. Anh Dũng đang đứng nè thầy. Chào anh Dũng. Chào đồng chí Dũng. Quân đội nhân dân cũng như chuyện công tác công an nha. Làm công an con tôn giáo thì quản lý luôn tôn giáo luôn đi. À, làm bên mặt trận này mốt thì giờ vợ chồng Hà Dũng mà ủng hộ thầy mua đất nè, xây chùa nới rộng chùa, mai mốt thầy sẽ làm bên trưởng ban mà quên là làm phó cấp phó về mặt trận, cấp phó bên bên công an gì đó, mình làm bên ban tôn giáo, làm đại nam cũng sẽ cống hiến về làm cảnh chùa hết, làm 18 cảnh chùa khác nhau của Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar, Ấn Độ gì có hết. Rồi bên Củ Chi này cũng quy hoạch, giờ thầy muốn quy hoạch, giờ trước tiên ta bán 20 hectare đất. Ở đây 20 hectare đất, họ kêu bán thầy là giáp lên chùa. Và trong có 10 cái nhà trọ, họ kêu 5 nhà trọ, họ kêu bán. Mỗi nhà trọ có nhà trọ 2 triệu rưỡi, có nhà trọ 3 tỷ, có nhà trọ là 2 triệu 8. Thì cái giá của họ, họ xây sẵn là 5 phòng, 10 phòng, 20 phòng. Họ kêu mình, họ bán luôn cái nhà trọ ta xây dựng sẵn và giấy phép đầy đủ. Giờ thầy mua hết luôn để ra mấy chỗ đó là để làm nuôi trẻ mồ côi luôn, mấy cái khu đó quy hoạch mua. Anh nói bữa nào để gặp riêng với vợ chồng ảnh chứ không có nói lên trên đây được. Thì giờ thầy có gì vui thì nói với ảnh nghe, anh cho anh đang buồn nè. Buồn gì buồn? Buồn mình... vụ tòa án mà Hằng đó.
trăm. Giờ chuyển cho thầy lo ăn Tết lớn đi. Để rồi thầy sẽ nói tóm gọn, thầy có đoàn luật sư mạnh lắm, khỏi lo. Pháp lý cho vợ chồng ổn định. Thầy là chuyên gia tâm lý mà. Sao mày nói chuyên gia tâm lý? Dạy môn tâm lý học chứ không phải môn xử lý tâm lý. Mình nói là không nói giải quyết tâm lý là bậy. Mình nói là môn học thì tâm lý học. Còn cái này giải quyết là cái gì? Là thực hành luôn rồi để có giải quyết được. Sinh học là sinh lý học à? Sinh lý khác. Sinh là sinh mà lý là lý. Thì như sinh lý học vô hai cái là luôn. Cũng có nhưng mà người ta cái chuyên môn. Ta nói về bài học cũng này, nói về cái chuyện mà người với người là sao giải quyết. Giống như mấy đứa trẻ này về sinh lý đang muốn khỏi mãn là ông ra thầy làm gì mới khỏi mãn đúng không? Dạ dạ, để em nhắn lại thầy. Anh Dũng có nói thầy tụng chảnh mà nghe một câu kinh Bali á thầy. Dạ dạ, để thầy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Yakavalivaha pula bulipulenti sakhalangai vamaitunang petanang ubakapati ikitang baitang tumhang kipamai vasamishato sapvai bulantu sangkapo janto banayaso yakha. Sapiyatiyo viva santu sapaloko vina satuma te wawat antalayo sukhi kika yuko kawa kiva kanati lisani chung putha vajayino jatalo khamma watam te ayupano sukhang palang anchali còn Phật tử thì nói xả tu là đúng cái nghi lễ nhà Phật. Dạ, để em chuyển lời thầy. Anh Dũng có nói thầy có thể tụng cho anh nghe chú Đại Bi được không thầy? Không được, chú Đại Bi đâu phải anh không có thầy. Thầy ăn khệt ăn cá bên Campuchia, Thái Lan, giáo hội Campuchia mà. Giáo hội Phật giáo Mahai Chinh Campuchia, giáo hội Phật giáo Anam Kai ở Thái Lan và giáo hội Phật giáo Hebra ở Ấn Độ. Nên thầy là học mấy chục năm ở bên các nước, nên là các nước đều là quốc giáo và nước Nam Tông hết. Nên thầy trở về xây cái chùa Củ Chi thì đang trục trặc, thiếu về tiền tài xây dựng giấy phép, rồi thiếu tiền về nới rộng đất đai ra. Giờ xung quanh ta cũng khó khăn, kêu thầy bán đất để thầy mua để làm cái bãi xe nè, rồi cái làm trung tâm nuôi trẻ mồ côi nè, làm dưỡng lão nè, rồi xây chùa nới rộng ra nè, rồi thầy làm một cái trường đại học Phật giáo nè, rồi làm một cái bệnh viện gì nè, từ thiện nè. Ước mơ của thầy lớn nhưng mà chưa có người tài trợ. Thầy rất là mong mỏi vợ chồng Dũng nè và Hằng hỗ trợ cho thầy làm sao có đầy đủ nghị lực, vừa làm hoạt động ở Củ Chi mà vừa hoạt động Bình Dương, hai bên qua tới lui liên tục, đi qua đi lại liên tục, không bao giờ nghỉ ngơi, làm công tác từ thiện cả cuộc đời, cống hiến cho mình vì nhân dân, vì xã hội, vì đất nước, vì đồng bào, vì tổ quốc của mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lúc nào cũng sống và chiến đấu để lao động, để đem lại những cái thành quả tốt đẹp nhất cho đời và cho xã hội. Và nguyện công đức này làm sao cho Dũng được, làm sao theo ý nguyện, hoặc thầy cũng theo ý nguyện, giống như ước nguyện chung, để làm một công tác thiện nguyện cho xã hội càng ngày càng phát triển. Và đừng có lo lắng gì, giờ ủng hộ cho thầy nhiều để Tết còn mấy, chuyển cho thầy được ít thì dài và chục tỷ hay là trăm, 200 tỷ, thầy sẽ có một đoàn luật sư, toàn đoàn luật sư quốc tế luôn. Mỹ, Anh, Pháp, Canada đều là những cái luật sư tài giỏi nhất trong nước và quốc tế. Vợ chồng mà khó khăn về pháp lý gì thì nói tóm gọn thầy sẽ mua đứt luôn những cái luật sư giỏi đó để bào chữa cho mình những cái gì gặp nạn, thầy sẽ cứu hết vợ chồng Dũng, Đòi Voi cũng như là Nguyễn Thị Phương Hằng thành công tốt đẹp. Quỳnh Quân Dũng và Nguyễn Thị Phương Hằng. Hình Y Dũng. Còn là còn tên Hằng thật là gì Nguyễn Thanh Tiền. Nguyễn Thị Thanh Tiền. Rồi ảnh nhắn lại là ảnh ghi nhận lời nói của thầy, cái gì qua cái Tết Tây này ảnh chỉ sắp xếp anh xuống thăm thầy. Chào anh đi thầy.